Rồi xin chào anh em nha. Sau đây em sẽ qua sản phẩm chi tiết sản phẩm là 9090DB. Gửi anh ở thành phố Tuyên Quang, phường Minh Xuân, bác yêu cầu giấu tên nha. Sản phẩm của bác là đẹp thiếu tung xốp luôn nha. Ốp gỗ ring chưa mài dũa nha. Nguyên mèo nâu sẫm luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đấy, riêng là phải riêng từ ốp gỗ này. Còn nguyên bản từ Mỹ về luôn nha. Đây rất là đẹp, không một vết xước sẹo nào cả. Con này là em đã bán và em còn vẫn còn hàng nha anh em. 90DB em sưu tầm rất là nhiều, dành cho anh em nhiệt tình thôi nha. Đấy, rất là mới luôn nha. Rồi, em sẽ qua đích và select cho anh em xem nha. Đây, series là 13 bẻ 8, rất là mới luôn nha. Con này chạy 4 nguồn điện nha, rất là mới. Đây, rất là mới. Mới thiếu cái thùng xốp thôi nha. Đấy, còn nguyên bụi em để nguyên luôn nha. Tất cả là nguyên bản hết, rất là mới luôn. Bên em bán giá là 43 triệu nha anh em. Hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, hàng ship eBay. Đấy, rất là mới, mới kinh công như thế này. Đấy, đường này là sang tròn luôn nha. Con này em đã bán về với bác chủ ở phường Minh Xuân, tổ 19, thành phố Tuyên Quang. Đó, sản phẩm của bác đây, mới cực kỳ luôn nha. Những sản phẩm mà 90DB bên em tuyển chọn những sản phẩm rất là đẹp. Nhưng mà em cũng rất thích sưu tầm những sản phẩm này nha. Còn anh em nào nhiệt tình thì liên hệ với em sẽ giao lưu với anh em. Rồi, em mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại của em là Minh Chiến. Số điện thoại 0978338314. Anh em muốn giao lưu và có thể tham khảo thì có thể kết bạn Zalo, Facebook qua số điện thoại này trên nha. Đấy. Những sản phẩm này nghi hay, bày đẹp thì yêu cầu những sản phẩm thế này là nó phải đẹp, phải đẹp vì giá trị nó rất là cao, nó 40 mấy triệu anh em. Nhưng chúng ta phải tuyển chọn những sản phẩm là đạt mức là tuyệt đẹp cho anh em. Đấy, rồi xin chào anh em nha. 9090DB có chủ về Tuyên Quang và hàng vẫn còn nha anh em. Hàng này em sưu tầm rất là nhiều,